Ma túy nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. Ma túy phá tan hạnh phúc biết bao gia đình. Trong cơn mê, người nghiện sẵn sàng làm đủ mọi thứ để thỏa cơn thèm thuốc. Khi tỉnh lại ăn năn, hối lỗi. Thế nhưng hạnh phúc khi chính tay mình đánh rơi, dễ gì lấy lại được. Đó là nỗi đau, là sự day dứt của nhiều học viên đang điều trị tại cơ sở điều trị nghiện ma túy, tỉnh Hương Yên. Lúc tỉnh, lúc mê, người thì ngây dại, người lại vẩn vơ cười một mình suốt ngày. Người thì bồn chồn đi lại mãi không thôi. Những hình ảnh ám ảnh ấy được nhóm phóng viên chúng tôi ghi nhận tại phòng điều trị cho các học viên nghiện ma túy dẫn đến tâm thần tại cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Hưng Yên. Đau xót hơn nữa khi nơi đây lại có cả những cậu bé mới chỉ 13, 14 tuổi. Tuổi còn trẻ nhưng cái giá của ma túy lại quá đắt. Hiện tại bây giờ cơ sở này có trường hợp nhỏ nhất là 2010, 2009. Những trường hợp này là sử dụng ở ngoài, sử dụng thuốc lá điện tử với cả cần sa. Hiện tại nó rất nhiều loại ma túy, để nói tác hại là nó vô vàn tác hại, nó có thể gây rối loạn tâm thần. Đấy, với những người sử dụng 3-6 tháng là sẽ gây tình trạng là rối loạn tâm thần và sau này sẽ gây tình trạng loạn thần. Có những người vì ma túy mà sẽ mang di chứng về tâm thần suốt đời, đánh mất cả tương lai trước mắt. Rồi còn có cả những người đã vài lần ra vào nơi đây, thế nhưng chẳng thoát nổi cái bóng của ma túy. Đó cũng là câu chuyện của một học viên 36 tuổi quê ở huyện Ân Thi. Học viên này đã nghiện ma túy từ lúc hơn 20 tuổi. Hơn 10 năm nghiện ngập, học viên này đã vào đây lần thứ 3. Giờ đây, khi đã tỉnh táo, trách nhiệm của một người con trỗi dậy khiến nỗi ân hận lại càng dai dứt. Hiện tại đến bây giờ thì cái bổn phận làm con của mình vẫn chưa hoàn thành được. Nỗi hận nhất của đời cho mình dính vào ma túy và làm khổ bố mẹ mình. Mình cũng nghiện từ lâu rồi và cũng nhà cũng tạo điều kiện cho đi cai cũng mấy lần rồi, nhưng mà về thì cũng chưa từ bỏ được. Thì nhiều khi vào trong này mình không còn lệ thuộc vào ma túy nữa thì nghĩ là cũng rất muốn là bỏ, nhưng khi ra ngoài xã hội thì nhiều khi cái sự lôi kéo hoặc là cái cám dỗ ở ngoài thì nó lại quá lớn so với mình nghĩ. Và trong cơ sở này cai, mình trở lại cái người bình thường thì nghĩ đến gia đình thì rất là thương. Đợt này về thì cũng rất là muốn bỏ, từ bỏ hẳn cái ma túy, mình không còn làm khổ với gia đình hoặc là đến bản thân của mình nữa. Còn đây là một học viên 40 tuổi, quê ở thị xã Mỹ Hảo. Trước đây, anh cũng có một gia đình hạnh phúc, có một việc làm ổn định. Thế nhưng, ma túy đã khiến học viên này đánh mất hạnh phúc gia đình. Vợ chồng ly hôn, bản thân phải đi cai nghiện, để lại mẹ già và con nhỏ côi cút. Do gọi là vui chơi, gọi là bạn bè trước kia nó không có công việc, không hiểu biết về ma túy. Đến lúc vấp vào rồi thì hiểu biết thì nó cũng quá muộn vì đã dính vào ma túy thì đấy, trước khi lấy vợ thì chưa nghiện ngập gì, bây giờ dính vào ma túy thì biết rồi thì gia đình vợ con thì chia tay. Thì bây giờ quyết định đi cai thì mình còn một mẹ già, một con nhỏ thì mình sẽ cai cho bản thân trước nhất và để còn cuộc sống lao động nuôi mẹ và con. Giống như bao người khác, ai cũng có tình thương, tình người, đau xót người thân, đứt ruột đẻ mình ra, mình cũng chưa phụng dưỡng hay là mình lại đẻ con ra mà không nuôi được con, cứ lao vào ma túy. Mỗi lần nhìn thấy, nghĩ lại mà có vợ con chồng đầy đủ mà đứa con thì có bố thì lại không có mẹ, mà có mẹ thì lại không có bố. Mình cảm thấy nó cái bản thân mình nó rất là đau xót. Thế rồi lại còn có những học viên trong cơn say thuốc, khi mất đi lý trí, họ đã thẳng tay hành hung cả người thân. Giống như một cơn bão lớn, mỗi khi ma túy quét qua gia đình nào đó, đều để lại sự tang thương và đau khổ. Đáng báo động hơn nữa, khi hiện nay, ma túy tổng hợp ngày càng đa dạng về chủng loại, giá thành rẻ, dễ cất giấu, dễ sử dụng. Vì thế, thường len lỏi vào học đường dưới những cái tên mỹ miều gây tò mò với các bạn trẻ. Nhiều người dùng ma túy đá với mục đích ban đầu chỉ để được thỏa mãn cho một khoảnh khắc hoặc để chứng tỏ đẳng cấp dân chơi. Nhưng lại không biết nó có sức tàn phá sức khỏe nghiêm trọng và để lại nhiều hậu quả nguy hiểm. Dẫu biết cuộc chiến với ma túy chắc chắn sẽ còn nhiều thử thách, nhưng khi có sự chung tay của cả cộng đồng thì chắc chắn những nỗi đau do ma túy sẽ không còn ám ảnh cả gia đình và xã hội.